con sông Đà, và cái tác phẩm này nó xoay quanh cái hình tượng con sông Đà và người lá đò chiến đấu với con sông Bà để vượt qua được cái con sông đó, chứ không phải là một cái con sông yên bình giữa một cái làng quê yên ả như em. Em hiểu sai cái ý của cái tác phẩm của Nguyễn Tuân rồi ha, thành ra khi em minh họa nó bị sai. Con sông Đà dữ dội mà chữ tình ha, như một cô gái di gân quan dã, hiểu chưa? Cho nên nó không nằm ở một cái bản làng vùng cao đơn giản như thế này đâu, nó rất là dữ tợn ha. Cho nên là em vẽ như thế này nó giống tranh quê hương hơn, thì liên tưởng tới cái tác phẩm mà kiểu như quê hương tôi có con sông xanh biếc á, nước gương trong soi tóc những hàng tre ha. Cho nên là đề người lái đò sông Đà, nhưng mà vẽ cái cảnh tất nhiên lái đò rồi, hạ em đi để chữ hai chữ quê hương thôi là điểm sẽ cao hơn nhiều ha. Gì đây, Lê Hồng Chương, dạ anh, em nói là vẽ cái nhà xuất bản á, cái logo nằm trong cái bìa sách chứ không phải kiểu này nha anh ơi, khổ ghê vậy đó. Nói bao nhiêu lần rồi mấy đứa ơi, mấy đứa mà giấy bút chì nên hay dễ gan quá ha. Rồi chấm điểm tinh thần ha, chịu khó làm, chịu khó gấp nữa. Rồi theo các bạn bài này bao nhiêu điểm? Rồi ha, bài này xứng đáng được 7,5 ha. Rồi ok, tiếp. Trái đất năm 2000. À cái gì đây, cái này là cái gì đây? À, cái gì là dân số hả? Trái đất năm 2000 gì đó. Nó giống như cái này, nó giống như cái cuốn sách này, nó giống như là cái bức tranh cổ động gì đó mấy đứa à. Ha, à, rồi từ xa xa có con số nè, âm con số nè, mấy đứa thấy rõ ràng không mấy đứa? Nó rất là nhỏ xíu luôn. Rồi ha, Nguyễn Hành Gia Phát ha, nhà xuất bản là nằm trong sách nha em, chứ không phải là nằm leo lói ở đây nha em. Rồi, trái đất năm 2000, tô màu gì nè, tàn nhẫn bất nhân chưa? Ok, rồi bài này mấy đứa cho bán điểm. Trời, cho 7,5 thôi, không thể nào bằng được cái bài đầu tiên được. Bài đầu tiên 7,5 rồi, cho nên là bài này á hả, cũng chịu khó làm này kia thôi. 7 điểm ha. Mai mốt là nhà xuất bản vẽ trong cái tựa sách giùm em cái. Trời ơi trời, lên giảng ha, vẽ mẫu trên cái bảng luôn, cái nó vẽ ngoài sao vậy nè. Mấy đứa này nó học mà cái đầu nó để đâu. Cuộc phiêu lưu của Susie nè, và người bạn khủng long nữa. Thấy cưng chưa nè, bạn chịu khó vẽ lắm nè đó, thấy chưa? Một cái bìa sách chính hiệu chưa? Đó, minh họa ở phần sau của cái bìa luôn ha. Rồi, giá bán rất là mắc nha mấy bạn, 234.209 đồng Việt Nam đồng á. Rồi em ơi, nhà xuất bản là phải để ngoài trước nha em. Nó sẽ có 3 chỗ để nhà xuất bản. Chỗ thứ nhất là cái bìa, mặt bìa chính. Thứ hai là cái vành phụ thông tin, vẫn có để ngoài xuất bản. Và thường nhà xuất bản đó, nó sẽ không có in ở mặt sau. Mặt sau á, nó sẽ không in, nó chỉ in ở mặt trước và cái bìa ở bên hông thôi ha. Hiểu chưa? Rồi bài này các bạn chấm bao nhiêu điểm? Rồi ha, chịu khó vẽ hai mặt luôn ha, cho nên là khuyến khích tinh thần ha là 9 điểm. Rồi hết chỗ chấm rồi. Tên đây nè. Rồi ok, 9 điểm. Đường cái vẽ hai hai bên là thấy có lý rồi ha, đúng không? Rồi tiếp theo. Nè ha, cắt như thế này nè, bài như thế này là không được nha. Nè ha, nhà xuất bản ok. Ở nhà xuất bản trẻ chịu khó vẽ trên đây cũng được, nhưng mai mốt á kê chữ cho nó ngay hàng thẳng lối nha, bố trí cho nó ổn tí xíu nha em. Trời ơi, nó kê như thế này đây rất là kỳ ha. Nguyễn Hoàng Minh 831 gì trời, khe cỏ 7 màu hả, gớm không? Trời ơi trời, gớm không, quá đáng ghê không? Rồi ha, vì cái lý do ẩu quá cho nên là không được ha, 5,5. Trời ơi, cắt gì nè là không được rồi, hư bà cái bức tranh của người ta, khổ ghê vậy. Chào mấy đứa, chào mấy đứa ơi là chào mấy đứa. Chút cuội nè, thấy không, không không vẽ logo được thì mình chỉ cần ghi đơn giản thôi, nhà xuất bản Kim Đồng. Ở đây là cái tựa đơn giản vậy thôi là xong rồi đúng không? Rồi vẽ chút cuội gì mà ú nù vậy em, chú cuội hơi tiếu ha, để coi bạn có trang trí thêm không. Bạn Nguyễn Kiệt lớp 8A1 ha, rất là chịu khó làm. Rồi ok, đầy đủ thông tin, bài dễ thương chưa?
Rồi. Nếu như chấm điểm thì bài này thầy sẽ không có chấm điểm tối đa được, tại vì rất là nhiều bài còn tốt hơn bài này rất là nhiều ha. Rồi, tiếp theo, chào mấy đứa. Mấy đứa ơi, chào mấy đứa nè. Quảng Nhật Phương ở Nam Phương, ở Nam Phương lúc nào vẫn tốt hết trơn ta. Này, chịu khó vẽ nhà xuất bản trẻ nè. Em ơi, thường á là chuyện Doraemon sẽ là bên nhà xuất bản Kim Đồng người ta đấu thầu ha. Nhà xuất bản trẻ hiếm lắm, nhưng mà hơi kệ, lỡ như mà mình có vẽ rồi thì cũng không sao ha, nhưng mà mình rút kinh nghiệm. Tại vì chuyện Doraemon nè là bên nhà xuất bản Kim Đồng người ta đấu thầu, cho nên không hiểu nhà xuất bản nào khác người ta sản xuất Doraemon được, đúng không? Chịu khó hay chờ bài đặt ha. Trời ơi nè, bài đặt nè, Binchilin, bài đặt Binchilin đồ nữa nha. Đó, như thế này nè là ổn rồi, đúng không nào? Rồi, bài này xứng đáng bao nhiêu điểm? Trong chống chia nè, Nobita dễ thương không, cái chăn hơi bị kiểu như yếu điệu tí thôi, nhưng mọi người thông cảm nhé. Rồi, ok ha, 9,5. Đó, tiếp theo bài này nữa, mấy đứa này sớm nhau nhà xuất bản Kim Đồng hết trơn. Đây, đầy đủ thông tin, có một cái bìa sách Doraemon nè, à, tranh chuyện dành cho thiếu nhi. Tên bìa sách tre nét rất là đẹp ha, rất là chịu khó luôn. Đây nè, tranh chuyện dành cho thiếu nhi đàng hoàng, chú mèo má đến từ tương lai, thông tin đầy đủ ha, ở đây tên tác giả và nhà xuất bản luôn ha. Rồi, ok, đơn giản 10 điểm. Đó, phải đầy đủ thông tin như vậy, tại vì nó quá quen thuộc với lự trẻ con rồi. Nguyễn Hữu Tháng hả? Nguyễn Hữu Tháng hả? Ủa, Hữu Thắng phải không em? Trời ơi, trời chết rồi, em ghi chữ mà biết thì tôi đọc không được luôn em ơi. Chết rồi, không được rồi, không được rồi. Rồi đây nè, tôi có nói rồi, nhà xuất bản á, em sẽ để một trong ba vị trí. Thứ nhất là tuốt ở góc bên đây, hoặc là ở bên đây, hoặc là ở bên đây, ở chính giữa này, hoặc ở bên góc bên này. Em để nhà xuất bản như thế này là nó rất là chậu với cái hình mình, không có liên quan gì hết trơn. Nhà xuất bản mà đặt lộn xộn như thế này là không tôn trọng nhà xuất bản ha. Gọi là người ta nói hẳn là giả bừa đấy. Hà em vẽ cái góc này đi là vẫn ổn nè, hoặc là ở dưới đây, ở đây, ở đây ha, giả bừa quá là không được. Rồi ha, 5,5. Quá bừa luôn chứ gì nữa mấy đứa. Trời ơi trời. Rồi mô Phật luôn à. Cái bước này bao nhiêu mọi người? Chết rồi, bước này mà mọi người mà cho thấp điểm chắc là cũng nghiệp dữ lắm á. Khổ ghê vậy đó, khổ hết sức vậy đó. Rồi này, hãy nói này, em ơi, hãy nghĩ là em tạo nghiệp hơn nhiều đúng không em? Gia Minh ơi, Gia Minh có trong đây không em? Gia Minh à, Gia Minh ơi, chết rồi, em cũng dữ dằn lắm chứ Minh à, thật là áp lực cho em. Thầy nghĩ là chấm này mấy điểm mấy đứa? Kiểu như Gia Minh giác ngộ á, cho nên là khi giác ngộ rồi thì mình kiểu quay đầu là bờ á. Cho bạn bao nhiêu điểm nha? Thôi 1 điểm thôi ha, hay là 10 điểm lộn ngược cũng được. Rồi ha, chịu khó vẽ, trang trí cũng chịu cực khổ lắm chứ bộ. Nói chung thì sách kinh Phật á thì bạn trang trí kiểu như nó đơn giản để thể hiện hết được cái tinh thần thôi ha, cho nên là cho điểm chính thức cho bạn thì chỉ là khuyến khích thôi, là 8 điểm ha. Tại vì đối với loại sách kinh Phật hoặc là sách văn học á, trang trí rất là đơn giản. Với lại không có nhà xuất bản nữa ha. Gì đây? Bộ Giáo dục và Đào tạo Hóa học 8 hả? Tôi nhớ không lầm là cái số 8 nó nằm bên đây hả? Nằm bên đây. Mấy đứa hỏi thấy cái số 8 của sách Hóa học 8 á, là số 8 nằm bên trái hay bên phải hả mấy đứa? Ừ, nó tô màu ẩu ghê vậy đó, tội nghiệp ghê, đường nét và tính sáng tạo có nhưng mà tô màu gì là không được nha, không được nha. Ừ, nằm bên phải mà tại sao bạn vẽ bên trái, xài bét. Rồi ha, cái thứ hai nữa, em vẽ mấy cái liên kết đúng không? Rồi tô màu gì nè, cái nét như thế này nè, uổng quá nha. Nhà xuất bản làm ơn, có nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rồi thì mắc mớ gì vẽ nhà xuất bản trẻ vô làm cái gì? Mấy đứa này nó đi học mà nó ngủ hay gì á, mấy đứa ngủ hả mấy đứa?
Rồi vẽ giữa chừng cái quẹt ở đây nè, lạng quẳng này nó rớt cục màu nè ha. Trời ơi trời, có màu nước là tôi vừa đây nè, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, có nhà xuất bản rồi mắc mới vậy, em nhà xuất bản trẻ nữa. Em rảnh quá ha. Em rảnh quá ha, bận ơn. Rồi, chịu khó làm ha, ok. Cho khuyến khích tinh thần thôi ha. 7 điểm. Rồi tiếp theo, Quỳnh Thái Ngọc, thỏ 7 màu và những người nghĩ nó là bạn. Tập 1. Nhà xuất bản dân trí nè, rất là dễ thương luôn, bạn vẽ rất là tỉ mỉ ha. Ở đây gì, nó thông tin đầy đủ luôn, của bạn nào đây? Lê Trọng Phúc hả? Phúc ơi, bài của Phúc hôm nay là tốt lắm đó nha. À, trời, mà sao con thỏ này nó cái lỗ tai nó cùng ngủng vậy em, lỗ tai cùng ngủng vậy ha. Còn ông Năm đâu, vẽ ông Năm vô nữa. Trời ơi Phúc hôm nay vẽ là chịu khó vẽ đó. Ok, ủng hộ tinh thần nha Phúc nha. À, thỏ 7 màu. Rồi cái này thì là cho đầy đủ thông tin rồi ha. 9,5. À, không đơn giản như vậy thôi. Giờ chấm lớp này tôi chấm rất là... Gì đây? Phúc. Phúc mới hôn ông Năm đâu kìa hả? Đúng rồi á, Phúc ơi ông Năm đâu rồi? Đây nè, người lấy đò sông Đà. Quá đáng lắm, nó vẽ cái chiếc thuyền á mọi người, xong nó vẽ thêm hai cái ngọn núi Phú Sĩ nữa mà dám để lá cờ Việt Nam nè, lá cờ Việt Nam nè, chiếc thuyền nè, núi Phú Sĩ nha, hai ngọn núi Phú Sĩ. Cái thầy nói là ủa, ở Việt Nam có núi Phú Sĩ hả? Dạ không thầy, núi tuyết đỉnh. Việt Nam có núi tuyết hả em? Trời ơi là trời, ô là trời, đi chán sống hừ. Người lấy đò sông Đà đây, làm thơ Lục Bát nha, mà nó làm sai vần sai thơ luôn. Thiên thu gió hạ bầu trời không liên quan gì hết trơn. Trăng đêm lộng lẫy đêm trăng hạ vào lòng người. Thơ đó. Thơ đó mọi người, để thầy đọc lại nha, để thầy ngâm thơ cho. Thiên thu gió hạ bầu trời, trăng đêm lộng lẫy đêm trăng hạ vào lòng người. Thơ đó. Đó là thơ đó hả? Ủa là thơ chưa? Hả? Trời ơi trời. Nó vẽ cái này nó còn dám nói là cái núi ở Sapa lạnh lẽo nữa, núi tuyết á trời ơi, hé lô bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Em ơi em, Sapa của em lạnh lẽo dữ lắm luôn á, có lá cờ Việt Nam và thêm vần thơ của em nữa, thật là trăng hạ vào lòng người đó. Có ngon thầy sẽ cho em 5 điểm, nhưng mà cái thơ thấy ghét quá 4 điểm. Dư hai chữ đâu, 2 4 6 8 mà dư hai chữ mà cái vần sa bét nữa. Thiên thu gió bạ hạ gì, thiên thu gió hạ bầu trời đúng không? Bây giờ tôi tạm chấp nhận câu đầu tiên đi, thì cái chữ số 6 là vần ơi, thì cái chữ số 6 của câu thứ 8 á, nó cũng phải là vần ơi tiếp theo, nhưng mà nó là một cái từ khác nhưng mà chung một cái vần, hiểu không? Trời ơi, biết làm thơ không hả? Bài đó hạ vào lòng thầy luôn rồi đó, bởi vậy đi vào lòng thầy nha mấy đứa. Bộ giáo dục và đào tạo mấy đứa này nó chừng nữa nó làm bộ trưởng bộ giáo dục hết nè, bởi vì nó dễ gì này chứ gì nữa. Mai mốt cải cách sách nha em, đầu tư cải cách sách đồ này kia rồi đó, thầy nghĩ sẽ hợp lý hơn cho mấy em đó. Ngữ văn tập 1, 8, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, để coi nó có dễ nhận. Ok ha. À, Mỹ Hân nộp bài đầu tiên cộng 1 điểm. À, vẽ đơn giản này không có màu mè ha, cho nên là điểm tối đa chỉ là 9 thôi, nhưng mà cộng được 1 điểm, ok chấp nhận cho 10. Nhưng mà phải ghi rõ ràng là 9 cộng 1 nha. Thôi người ta hiểu lầm chết. À, mà số 8 vậy không đẹp nữa, tôi kêu nó chỉnh số 8 không chỉnh nữa. Ngoan cố, mà lỡ chấm điểm mà quên, phải nãy thấy trước rồi cho trừ cái vụ cái số 8 này, số 8 sai bét bà rồi. À, Doraemon nè. Rồi, mọi người ơi, Doraemon tiếp là mọi người nhà xuất bản trẻ nữa hả? Mấy đứa này không biết nhà không có biết vẽ logo nhà xuất bản Kim Đồng á, chắc là khó quá, thành ra các bạn vẽ không được ấy. À, vòng chung đăng khôi nè, chịu khó bạn kê khung nè ha, ngay ngắn đàng hoàng, bài vẽ sạch sẽ ha, sạch sẽ hợp vệ sinh 10 điểm. Chịu khó kê ha, như vậy được rồi. Cái gì, đôi mông bị ngã heo nhập thiệt rồi, tự giờ thấy bà nào cũng vậy hết trơn à. Tại vì bình thường á thầy coi trong chuyện á nó cũng đã mập rồi, nhưng mà nó là con mèo ú, nhưng mà đâu ú dữ rồi mấy đứa, mà con mèo ú này cái đầu nó hơi to hơn cái mình hay sao á, tội nghiệp quá. Thôi ha, 9,5.
Nói chứ bài này hãy chấp nhận cho 10, tại vì bạn chỉnh chu từng cái đường kẻ luôn nè mấy đứa, rồi bài rất là sạch sẽ luôn ha, tô rất là kỹ luôn. Nhưng mà hãy nói này, cái tai của Nobita em là cái tai của người khổng lồ chứ phải tai của Nobita. Đây nè mấy đứa, cái tai gì mà bự vậy? Trời ơi đâu có bự dữ vậy trời. Đây có, tôi có cuốn Doraemon kế bên nè để coi coi. Nè bàn tay của người ta dễ thương biết chừng nào chưa? Nhỏ nhắn thon thả, mấp mập. Đâu? Trời ơi nè bàn tay thấy cưng hết sức không? Em ơi cái bàn tay của em là bàn tay quỷ, bàn tay yêu. 9,5 nha. Đây, hé lô ông Năm, ở lộn, hé lô họ bảy màu. Giữa mùa đông cô đơn. Rồi mắc mớ gì cái nhà xuất bản vẽ ở ngoài đây vậy anh hai? Trời ơi trời. Thiên Kim ơi là Thiên Kim. Tôi đã giảng bao nhiêu lần rồi, cái nhà xuất bản nằm trong cái bìa sách của mình. Mà em lại vẽ cái nhà xuất bản nó nằm ở đâu vậy em? Nhà xuất bản này là nó đi chơi à, nó chưa về nhà đúng không? Cái bìa sách nhà xuất bản để tuốt ngoài đường ngoài á. Còn cái bìa sách để trong nhà, nhà xuất bản nó quăng ngoài đường luôn, nó đuổi người ta ra khỏi ngoài nhà luôn, không cho người ta vô bìa sách người ta nằm. Em ác lắm Thiên Kim à. Ha, rồi ok. Mấy đứa này thầy nói rồi, nó ở trên lớp nó học thầy giảng gì đó chứ tụi nó ngủ. Vẽ xong xúm nhau ngủ hay gì á, hai cái lúc giảng là xúm nhau ngủ hay sao á. Không có nghe gì hết trơn á, mấy đứa này khổ ghê. Rồi tiếp theo. Nhà xuất bản trẻ cái logo nhỏ nhỏ thôi em ơi, cái logo em quất cái logo còn bự hơn là cái mặt của bạn này nữa nè. Cái logo bằng cái con vịt luôn á mới ghê chứ. Logo gì mà kinh điển chưa? Khủng khiếp chưa? Chào cô vẽ dao mát gì tùm lum hay ha. Đuổi khỏi nhóm anh hùng. Bị đuổi khỏi nhóm anh hùng. Rồi ok bài này chấp nhận. À, vì minh họa chuyện tranh hay cái kiểu là cái kiểu gọi là vẽ bằng cái nét và đánh khói cho nên là thầy chấp nhận ha, đầy đủ thông tin và cũng có này kia thông tin đầy đủ ha. Thầy chấp nhận cho mày là bao nhiêu điểm mấy đứa? Chỉ có 9,5 thôi nha. Không bao giờ được 10 được. Tại vì bìa sách á, màu sắc nó phải có. Kể cả màu trắng, màu đen thì nó phải đi theo gam màu trung tính. Sử dụng màu trắng, màu đen để tô ha. Một cái bìa sách chứ không phải là một cái trang minh họa trong cái chuyện. Ha, trang minh họa thì là màu trắng đen nhưng mà cái bìa sách thì phải có màu. Hiểu không? Khổ ghê vậy đó. Cái này gì đây? Đắc nhân tâm. Em ơi, em đang làm những cái việc gọi là kiểu như đi vào lòng đất, nó lộn, đi vào lòng người đúng không? Đây, đắc nhân tâm. Rồi cái gì trời? À, biên dịch Nguyễn Văn Phước. À, có đầy đủ thông tin nha, tiếng Anh, tiếng Ơ gì đó. Tiếng Anh, tiếng Em, tùm lum tùm la vậy đó. Rồi mắc mớ gì cái chỗ này vẽ cái mặt cười vô vậy em? Chưa, từ từ để tôi soi tiếp nè. Cuốn sách hay nhất của thời đại đưa bạn đến thành công. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, chịu khó dễ nhà xuất bản luôn mới đau chứ. Chào các rồi à, mình chấm cái nào giờ ta, không ghi tên thì giờ mà không biết mình chấm cái mặt nào giờ ta, sao giờ ta, bây giờ lựa cái mặt nào mà nó yếu nhất mình chấm điểm đi giờ chứ sao giờ ta, không ghi tên vậy giờ em chấm mặt nào? Ừ? Trời ơi tôi sẽ chấm cái mặt này 3 điểm cho 3,5 đi. Rồi tiếp tiếp mọi người ơi, tiếp tiếp tiếp. Nói chứ tội nghiệp, đầy đủ thông tin ha, rồi chịu khó vẽ ha. Rồi mà tô kiểu này nè, hay tàn nhẫn lắm, em tàn nhẫn với tôi lắm. Một là em không tô đi, hai là em tô sao cho nó ổn chút xíu. Em tô như là cá lòng tông nó rỉa vậy đó, nó rỉa chỗ này có màu cái nó rỉa tôi thiên miếng nó mắc màu hết trơn à. Thuốc nhuộm in giữa chừng hết mực rồi ha, thông cảm ha. 8,5 rồi ha, hai mặt đó thấy điểm nào cao đó lấy nha. À, đây là một bạn không tên nha, quá trời quá đất rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo, xin cậu bé bút chì tập đặc biệt, tập số 1, Yoshito Zoo. À, nhà xuất bản trẻ dễ dễ thương lắm nha, cũng chịu khó dễ, ok chấp nhận. Rồi dễ như vậy đây nè. Ủa cái bìa của xin nó đơn giản dữ vậy hả mọi người? Nó có cái màu của thằng xin thôi hả? Rồi cái màu nền thường phải có chứ ta, hãy hãy nhớ hãy đọc truyện, chuyện xin cũng có mà.
ơi. À vậy, Lê Đức Chí, chào rồi, lớp trưởng chuyến này chết ngắt. Bởi vậy thường là màu nào là thường màu hồng nè, hoặc là màu nhu. Trời đất ơi. Lớp trưởng rồi, lớp trưởng thôi nha. Cũng chịu khó vẽ đó, vẽ được cái nét của thằng Tiếu Tiếu còn xin là thầy cũng thấy vui rồi đó. Ok ha, cho rút kinh nghiệm nha. Trời ơi, trời, mắc cười hết sức vậy đó. Thôi có đầy đủ thông tin rồi ha, 6,5. Nhưng mà nó làm lớp trưởng cho nên cộng bạn thêm một điểm đi, là 7,5 không? Rồi tiếp theo, nền trắng thì tô màu trắng như giùm tôi đã, tôi nói màu trắng với cái nền giấy nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á mấy đứa. Màu trắng ngà nó sẽ là thành màu ngà hơn là cái nền giấy màu trắng, hiểu không? Trời ơi, mấy đứa này tôi đã trên lớp tụi nó rồi. Trời ơi, Maxim Gorky nè, tác phẩm là Thờ Thơ Ấu Thơ, nhà xuất bản Văn Học Nghệ Thuật ha. Ok, có bằng nào đây? Đỗ Thị Ánh Nguyệt. À, cái hôm thầy có đố của mấy đứa, thầy có đố mấy đứa là khi bạn nào trả lời đúng cái câu nổi tiếng nhất của ông này thầy sẽ cộng thêm một điểm. Bây giờ thầy sẽ đố 5,8 bạn ở trên đây. Chắc là cũng có là phụ huynh hoặc là các đồng nghiệp của em nữa, cho nên là gọi là mình xưng gọi là tên với nhau đi cho nó dễ ha mọi người. Thì ở đây ha, bạn nào trả lời đúng câu này nha, cho điểm, cho điểm. Bạn nào trả lời đúng đi thầy sẽ cộng cho bạn này nửa điểm. Ok chưa? Rồi các bạn hãy cho biết một câu về văn học mà nổi tiếng nhất của ông Gorsky này nói về văn chương là câu gì? Nó chỉ gồm có 5 từ mà thôi. Chính xác, văn học là nhân học ha. Rồi chúc mừng các em được lên sổ đầu bài vì lý do là lo chuyện bao đồng. Thầy cộng điểm hay không là tùy thầy, nhưng mà tại sao mấy em trả lời đúng cũng không được cộng điểm đâu nha. Bực mình à, ai biểu trả lời đúng chi vẫn biết nữa hả? Vậy đó, mà cái lớp tôi dạy á thì tôi hỏi nó không trả lời được, bực không? Tức học văn làm sao mà không biết cái câu này, ta nói hả, buồn hết sức, buồn chưa, nói vui vậy thôi ha. Rồi đầy đủ thông tin 9 điểm, chịu khó tô màu cho nó kỹ nha em, tại vì em kê những cái đường màu ở phần này nè nó không đều ha, nó không có màu ở phần này luôn ha. Rồi tô như phớt cho có lệ bằng cái nền thôi, không kỹ cái nền, kể cả nè ở đây không có màu, ở đây không có màu, ở bên đây nè không, chỉ có một vài phần có màu thôi, rất là uổng ha. Mình tô chi chiết giúp thầy một tí ha. Rồi tiếp theo, cái diện không cười gao được, ủa cười đau gục thừa là đau còn sao em? Em giải thích cái cảm giác đau gục thừa đi em. Rồi cái gì đây, tuổi thơ nào bất hạnh lắm mới nhìn thấy cái bìa sách này với em, thiệt của tuổi thơ nào là cũng cay đắng bờ môi lắm á. Nhìn thằng này thôi giống thằng nô nô quá vậy, đừng có nói cái lúc này là nó đang nói cái câu hello bà già cô đơn gì đó nha, là dám lắm á, y ra thằng nô nô à chứ gì nữa, em đi trước thời đại chứ gì. Trời ơi, hello bà già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn, ủa giữa chờ đông cô đơn chứ gì nữa, thằng nô nô này mọi người, bà đặt FIFA, quân cướp Doraemon, nhà xuất bản chị á, này gì đây, Manchester City rồi đó, hay ghét bà đặt cờ lá liễu rồi, trong chấm che là Nobita, con Doraemon là con mèo mà nó vẽ y chang lông mũi con chuột vậy, nó không xê một miếng nữa, em vẽ con chuột chứ con mèo ú cái gì, tàn nhẫn bất nhân à. Rồi cái này là bao nhiêu điểm mấy đứa? Vẽ cái này hả, ám ảnh tuổi thơ quá à, thiệt kinh khủng lắm. Cái này mà đưa vô tranh mà kiểu như treo ngoé quán cà phê để bia cho mấy cái World Cup mà người ta vô người ta uống cái người ta sợ quá, người ta đi về luôn, hết ngủ luôn, sợ ma luôn á. Nói vui vậy thôi chứ đường nét thì cũng dễ thương đó chứ. Bài của bạn nào đây, Minh Phú, trời ơi bài đặt vẽ cái cây cân công lý nữa ha, ý nói là mình chấm điểm công bằng đó. Một điểm vì ác độc hả, đúng rồi, người tàn ác được sống thảnh thơi. Rồi ok, chịu khó vẽ ha, có ý tưởng này kia ha, chấp nhận ha, 7,5 điểm. Mà sao tôi không không được, tôi chấm 7,5 tôi đau đứt lắm, tôi cắn rứt lương tâm lắm mọi người. Mấy điểm mới vừa chứ tôi thấy 7,5 không được. Vì 4,5 không mày, mấy đứa ác độc, ác nhân, ác đức, ác nghiệp chứ ạ. Mấy đứa là nghiệp lắm á nha mấy đứa. Nghiệp lắm nha, nghiệp dữ dằn lắm. Nói chị chứ cái bài này á hả là cho 7 điểm ha. 7,5 không vừa nhưng mà 7 điểm vừa, nhưng mà xuống 6 năm thì nó hơi tội nghiệp ha.
Bạn cũng chịu khó ý tưởng lắm chứ bộ. Trời 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 trời. Nha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Rồi tiếp theo nè. Bài này gì Gozé Mauro de Rossi gì đó, nó ghi tiếng Pháp với mọi người nhưng mà thầy không biết đọc tiếng Pháp. Rồi cây cam ngọt của tôi nhà xuất bản trẻ có luôn, cũng chịu khó trang trí ha mà vẽ tèm lem tút lút à, ke nét gì nè. Ai đây? Tú Trinh, số thứ tự 36. Tú Trinh ơi, Tú Trinh à, bà gì mà lem thế, lem gì đó. Vẽ thì tốt thật nhưng mà lem quá nha là không được. Trời ơi, thầy đi dạy vì đam mê hả? Ai ai nói câu tàn ác vậy? Đam mê nhưng cũng phải có tiền để xài chứ em. Trời đất ơi. Bài này á, nếu như không lem á, thầy có thể cho 9 nhưng mà vì lem cho nên thầy sẽ cho nó 8 năm. Ai nói lem mới đẹp vậy? Em là một trong những người mà đi trước thời đại, em là một trong những cái người mà gọi là kinh điển, và cái câu nói của em sẽ đi vào lịch sử, và câu nói và đi vào lần đầu tiên đó là lên sổ đầu bài của tôi ngồi. Đó là một cái lịch sử đầu tiên của em đó nhé. Rồi tiếp theo. Đấy, bạn chịu khó không? Vẽ hai cái bìa luôn, bìa trước, bìa sau và chính giữa là nó có cái vành thông tin sách của cái bìa luôn nè ha. Đấy là một cái bìa sách hoàn chỉnh đấy. Rồi bài này mọi người khỏi nói nhiều mệt mỏi quá. Phải vẽ hai mặt nhiều quá được phải không? Được muốn chết rồi còn đòi cái gì nữa mà không được. Rồi tiếp theo mấy đứa à. Gì đây? Tôi đã kêu nó đem á, ví dụ như em vẽ trắng đen á, em làm ơn em đánh khối chì giúp thầy sáng tối lớn. Biết sáng tối lớn rồi mấy đứa, biết sáng tối lớn là cái gì không? Mấy đứa biết sáng tối lớn không nè? Không ai trả lời là tức là không biết rồi đúng không? Đúng rồi, sáng tối lớn tức là nhìn vô cái hình khối bên nào ánh sáng thì bên đó sẽ cái khối nó sẽ sáng, bên nào nó cái hướng nó có bóng đổ thì là tối, thì gọi là sáng tối lớn. Và trong cái phần sáng tối lớn đó nó có cái phần đẩy sâu chi tiết rồi, hiểu không? Cái này trên lớp tôi nó dạy hết rồi mà bây giờ tôi kêu nó về nó tô màu, nó thầy ơi em tô màu nó xấu dữ lắm, vậy em tô bút dạ đi. Thôi thầy bút dạ không biết tô, vậy em làm ơn đánh sáng tối lớn giùm tôi đi bằng cái chì đi. Đem về cố thiết lên nộp y thanh vậy nè. Ủa vậy đem về làm chi trời? Đem mình đọc y thanh hỏi sao? Thầy em lười quá. Dễ thương. Em thật là dễ thương. Cái bìa sách của em như vậy đây. Thật là dễ thương. Đẹp thì có đẹp, tốt thì có tốt, đường nét thì có đường nét. Nhưng mà đúng về một cái bìa sách á thì không đúng ha. Nó chỉ là một cái trang minh họa ngoài sau cái bìa sách thôi. Ví dụ cái bìa sách như thế này đúng không? Mình sẽ có một cái trang minh họa. Đây là một cái trang minh họa nè. Ha. Trang minh họa của cái bìa sách đó. Mình sẽ minh họa là tiếp phần thứ hai. Sau đó mới bắt đầu vào câu chuyện. Ha. Nó tới cái trang vào câu chuyện, hiểu hiểu kết cấu chưa ha? Chịu khó quá thôi kệ, chăm chế ha, cho 9 điểm. Ai nói tôi khẩu nghiệp hả? Thầy không ác ai ác, thầy là ác nhất trường rồi đó. Rùa và thỏ nè, con rùa giống ở Hồ Gươm hết sức không, con thỏ ú nù nè. Ấy chết rồi, con thỏ bị ngải heo nhập mấy đứa ơi. Con thỏ là con heo. Trời ơi, cái này là con heo chứ con thỏ gì mấy đứa? Con heo hả? Ủa, con thỏ hay con mèo? Ủa là con mèo hả? Ủa là con mèo hay con thỏ vậy? Ủa là con heo hay con thỏ? Ủa hay lộn luôn. Ủa hay là con heo hay là con rùa? Ủa cái gì vậy mọi người? Ủa. Tuổi thơ thật là bất hạnh. Đặng Hoàng Kim Lân. Và đây là bầu trời nha, mặt trời có gai nha mấy em ơi. Tôi nói thiệt nha, tôi nhìn mấy em vẽ bầu trời tôi bực mình lắm, tôi rất là bực bội luôn. Làm ơn mình bỏ cái cách vẽ bầu trời như vậy được được không nè, mình có thể vẽ cái bầu trời khác được không hả? Đây nè mấy đứa, làm ơn mấy đứa đừng có vẽ cái bầu trời á hả,
nó có một cái góc như thế này, 1 2 3 4 5 bầu trời đó hả. Trời ơi sao không vẽ cái bầu trời nó dễ thương hơn một chút xíu đi, ví dụ như mang mắt kính các kiểu đồ đó. Trời ơi trời ơi. Trời ơi mấy đứa phải tiếu tiếu lên, trời ơi, cái gì mà bầu trời gì đơn điệu dữ vậy nè, cười ha hả hô hố gì lên. Trời ơi mấy đứa, ta phải bầu trời người ta phải như thế này đúng không, còn con thỏ người ta là như thế này nè, là con thỏ người ta dễ thương hết sức. Ví dụ này nha, tôi phải vẽ con thỏ ra mới được, mấy đứa này nó vẽ bực bội hết sức à. Mấy đứa rồi ha, con thỏ này dễ thương hết sức không, chưa có vẽ xong đó. Ví dụ như thế này đi. Như thế này được không, được không, trời ơi trời, được không, được không, khổ hết sức vậy đó, được không, được không. Trời ơi nó khổ tâm hết sức vậy đó. Làm ơn đừng vẽ bầu trời kiểu này giùm tôi cái nha, tôi sợ bầu trời này lắm. Hồi nhỏ tới lớn 20 năm trời tôi vẫn thấy bầu trời này nha, khổ hết sức, khổ vậy đó, không được nha. Con thỏ gì đâu mà nghêu ngao hát. Rồi bài này bao nhiêu điểm mấy đứa à, mấy đứa ơi. Pokemon chứ con thỏ gì hả, con này giống Pokemon nào vậy mấy đứa. Thỏ có lông nách hả, tàn nhẫn bất nhân quá. Em nói chuyện nó bốc mùi luôn á, biết không nè, tin nhắn bốc mùi luôn á. Đứa nào nói tôi giống thầy ông nội vậy, vô giải cứu Diễm My đi nha. Thầy ăn pin chilin không? Không, mới uống sinh tố lạnh bụng không ăn nữa. Nếu như mà em trực tiếp mời thầy một chục cây thì thầy sẽ ăn nha, một cây không ăn đâu. Rồi tiếp mấy đứa ơi, trời ơi chấm điểm gắt quá à, mấy đứa ơi. Gì 10 điểm, bài này 4,99 hả, ok cho 4,99 nha. Rồi tiếp, rồi ha, chăm chế thôi nha. Trời ơi nó khổ gì đâu á, 8 điểm. Rồi tiếp theo Lê Thảo Nguyên, Lê Thảo Nguyên em ơi, lớp 8 A1, truyện tranh dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng nè ha, có đầy đủ ha. Chú mèo máy đến từ tương lai, ok ha, Doraemon, nhà xuất bản Kim Đồng nữa. Mắc mớ vậy trên đây có mắc mớ gì giá lợn chi ở không quá, rảnh quá. Hai cái dư rồi mình chọn một cái thôi. Tên tác giả nè, người dịch này kia luôn đầy đủ thông tin ha. Chịu khó giấy cứng nữa, ý cộng 1 điểm nữa quên. Tại vì bạn nộp đầu tiên á nè, chịu khó vẽ cái cuốn sách theo hình khói nữa, ok ha, 10 điểm. Gì hãy cứu em Ngọc Thư sao được. Rồi tiếp theo là mấy đứa à, đây bạn chịu khó vẽ không, một cái bìa sách gồm hai cái luôn ha, khi gấp lại thành một cái bìa và ở đây nó có một cái vành sách luôn, quá đẹp luôn ha. Cứ vẽ hai như thế này là 10 điểm. Ơ cộng 1 nữa nè, 10 cộng 1 bằng 11 ha. Tuyết Ngọc, ok ha, bài tốt quá. Rồi tiếp theo A Mông Sứa hả. Rồi Ngọc Châu tới 1 nè, chịu khó y bạn vẽ bằng màu acrylic nha mấy đứa ha, acrylic kết hợp màu nước ha, bài rất là tốt luôn, là bài đầu tiên luôn, Nobita và lịch sử khai phá vũ trụ. Mai mốt á mình kê cái nét cho nó ổn nhất luôn nha em. Rồi đây ngữ văn lớp 7, bây giờ ngữ văn lớp 8 thì 8 điểm, ngữ văn lớp 7 7 điểm được không? Hả? Vẽ ngữ văn lớp 9 9 điểm, ok chưa? Bây giờ cứ ngữ văn số mấy là mấy điểm đó, chịu không? Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, chừng nữa mấy đứa này là bộ trưởng bộ giáo dục không nên chứ phải hạng thường đâu. Lê Hoàng Kim Phúc lớp 8A1 ha. Có cộng 1 điểm nữa cho nên là cho nó 9 điểm thì cộng 1 đó là 10 rồi. Chưa phan nha, từ từ. 9 điểm cộng 1 là 10 ha. Rồi ok. Vẽ ngữ văn 12 đi cho 12 điểm. Nhà xuất bản trẻ xin cậu bé bút chì. Con chó gì đâu mà nhìn thấy kinh khủng ghê á, tại thằng xin nó xấu sẵn rồi, cái nét nó không có đẹp đó mấy đứa. Làm ơn á tôi đừng có lem lúa giùm tôi cái, tôi giờ mà lem thấy ham thiệt chứ. Ngọc Phương. Tôi giờ mà lem thế. Mấy đứa cho bài này bao nhiêu điểm? Thằng Xin nó bị khuyết tật á mọi người. Thầu cái tay này về hồng lòn, cái tay này có chút nhũng mà.
khổ sớt sớt khổ hết sớt luôn à. Thôi bài này rút kinh nghiệm ha, chịu khó dễ ha. Nè đây nè, đây nè, gọi là đánh chì nè, hiểu chưa? Đánh chì, đẩy sâu chi tiết và đánh hình khối sáng tối lớn có cái bóng đổ đàng hoàng nha. Đó, dạ đây nè. Đó, biết chưa? Biết nãy giờ tôi giải thích đánh kia là đây là nó nè. Đó, đánh chì đó. Cái bức này mấy bạn minh họa là một cái bìa sách, nhưng mà nó là cùng một cái bìa sách không có màu, tức là cái bìa phụ, đây là bìa chính có màu, thì mình sẽ đi vô đây mình sẽ có thêm một cái bìa phụ nữa, đây gọi là bìa phụ nè, là trắng đen, và mới bắt đầu là vô câu chuyện, hiểu không? Thì bạn đang vẽ cái này là cái bìa phụ, còn cái bìa chính bắt buộc phải có màu hết ha, còn trắng đen thì phải chơi theo cái tông trắng đen bằng màu luôn, màu trắng màu đen thì nó sẽ có thêm cái tông xám nữa ha. Còn đánh chì này thì nó cũng nằm trong cái trang giới thiệu thôi, nhưng mà tốt quá, vẫn 10 ha. Ok, xuất sắc. Rồi bây giờ cho các bạn xem lại một lần nữa nè. Mấy đứa này gì ha, mắc cười hết sức. 82 thầy ơi hả? Thôi, ngày mai đi. Hôm nay thầy lu bu quá trời luôn, chấm nhiều quá, ngày mơ hết ngủ luôn á. Rồi giờ coi lại mấy cái mấy bài này nha mấy đứa. Kinh phạt nha. Đứa nào mà hồi nãy giờ nghiệp quật á, nói chuyện hồi nãy giờ mà nó vô duyên y chang thằng nô nô đó, thì về đọc cái kinh phạt này giúp thầy nha. Rồi mua cái cuốn giáo dục công dân lớp 6 ha, để học lại nha. Rồi làm ơn, sau khi đã nhìn cái cuốn kinh phạt này rồi thì đừng có bài đặt là hé vô hé lô bà già nha, nghèo khổ giữa chợ đông cô đơn nha, báo trước nha, phải sám hối nghe chưa, bạn có ghi rõ là sám hối nha. Nhờ vậy được 8 điểm, chứ phải không có ghi cái này chắc được có 7 rồi. Rồi tiếp theo cái bài này, ngồi khóc trên cây, ở dưới không khóc đâu, leo trên cây ngồi khóc ở không lắm, quởn lắm, leo lên cây mới khóc, còn ở dưới không khóc nổi. Tiếp theo bài này 10 điểm, lý do vì sao? Sao chép 1-1 với cái bìa chính thức đẹp quá trời luôn, chi tiết ha, nhưng mà được cái nó sai cái nhà xuất bản là nhà xuất bản Kim Đồng hay nhà xuất bản trẻ thôi ha, nhưng mà không sao ha. Tô và chịu ke ke nét như thế này là ổn rồi. Rồi tiếp theo. Thầy gì? Ai hỏi gì đó? Thầy heo nô làm công quả với thầy ông nội đi thầy. Vậy sao? Thầy đang ở với Diễm My, em nói gì chờ? Diễm My đang ở chung với thầy nè. Dễ thương chưa? Cái này bao nhiêu điểm? 9,5 đó. Thôi cho lên 10. Mới nhìn cái cuốn kinh sám hối xong hành ra giờ cho lên 10. Chứ mất công ngày mơ vô lớp nữa, ở ngày mốt vô lớp hé lô ông già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn nữa, mệt. Sáng giờ tôi nghe mấy con này tôi sụt lòng, mệt mỏi. Chú cụi buồn rầu ha, chú cụi này á hả, ngồi dưới gốc cây đa mà thầy nhìn không ra cây đa gì trơn á, thầy nó giống cây nấm ghê, cây nấm khổng lồ á. Mà chú cụi gì đâu mà nó bự ớ là bự, mình tưởng chưa bắt vớ mà đến cái cung trăng của chị Hằng á. Mai hả? Ngày mai chủ nhật không có like, ngày thứ hai mới like. Chủ nhật học học tiếng Anh, chủ nhật đi học tiếng Anh rồi không có like được. Học tiếng Anh đặng mai mốt đi ra nước ngoài làm chửi mấy cái người nước ngoài á, qua nước ngoài dạy dẻ là nhận xét tranh của người nước ngoài, hiểu không? Biết sao được 5,5 không? Tại cắt hay ghét quá đó cho 5,5. Cái này người ta vẽ được hai bìa luôn là thấy ghê không? Thấy ghê không? Mà để sai nhà xuất bản tội nghiệp không? Nhưng mà được cái cho hai bìa. Ủa điểm nãy tôi để đâu mất tiêu rồi? À 9 điểm nha. Rồi tiếp theo nè, coi thầy cười nín hả, sợ em nói chuyện gì đó mà nó mắc vệ sinh hết sức á, thầy trừ em 1 điểm thanh lịch á. Trời ơi em biết ở trong đây là 5,6k người xem không, mà em nói chuyện như vậy đó không có thanh lịch gì hết trơn à, đi thi hoa hậu vậy là không được rồi đó, chấm gớt ngay từ đầu rồi đó. Thông tin trái đất năm 2000 đó. Rồi cái nhà xuất bản đâu, sách lậu nha, lui. Con sông Đà thơ mộng và chữ tình, trong đó có sự hung tợn và mạnh mẽ dữ tợn ha. Con sông Đà này nó hiền dữ lắm mấy đứa ơi, nó như một cái dòng sông yên ngã, một cái cảnh quê hương yên bình ha. Nó sai hết luôn cái tác phẩm của Nguyễn Tân rồi, ổng mà đội mồ sống dị ha, là em tớ số với ổng á. Ai à, ai à, nghe Hồng Chương liệu hồn nha em, thầy cho em cuốn kinh phạt đi thầy hả, thầy không dám em à,
Vậy là em nghiệp lắm rồi đó. Thầy nghĩ em nghiệp dữ lắm mà em mới xin cái cuốn kinh Phật sám hối á. Hôm nay thầy đã cái điện thoại kia thầy đã đem sạc rồi, thành ra thầy không có bật kinh sám hối cho em nghe. Chứ nãy giờ ông thôi là kinh Phật, nãy giờ thầy sẽ làm cái nhạc á, cho mấy đứa nó sám hối theo. Được mùa mà. Giờ tiếp theo bài này ha. À, đó đó mới mới chơi nãy. Nè, 10 điểm nè, được cái ke im hơn cái ngữ văn lớp 8. Tính ra cái bức ngữ văn lớp 7 này nè nó đẹp hơn ngữ văn lớp 8 hồi nãy nữa. Lớp 8 hồi nãy nó vẽ cái số 8 gì đâu mà cái xấu quắc. Trời ơi đã không đẹp rồi kêu vẽ lỡ đi. Tại vì cái chữ là rồ mâm mà nó vẽ hả, nó vẽ hàng cái chữ gì, nó chữ là cái từ phương chờ vũ trụ nào không biết. Đây. Nhưng mà được cái chăm chỉ nhất lớp, thành ra là cộng điểm đó. Không chịu khó vẽ lắm đó chứ. Nè. Biết vậy hồi nãy hả, cho cái này 8 điểm, ngữ văn 7 cho 7 điểm, chơi vậy đó mới vừa bụng, cho nên muốn làm bộ giáo dục không? 10 điểm cộng 1 mà vẫn là 10 điểm nha, không ai chấm điểm cho tôi hết trơn á, 10 điểm cộng 1 mà vẫn là 10 điểm. Maximum mà còn đâu có gì nữa. Thầy không có biết tiếng Anh, mô Phật được kêu thầy nói tiếng Anh nha. Hey, slow, hey, slowly, đồ này kia, đồ. Không có biết nói. Phạm Đình, Tuyết Ngọc, à tôi có góp ý với em rồi. Cái bìa sao của mình đó, đó cũng là một cái thông tin của cái trang sách nha em. Làm ơn em mốt tên để ra giùm nha. Trang sách này có tên của em luôn, Hà Đỉnh Cao. Nè, tốt quá rồi ha, cái này hết lời phê bình rồi. Kiếm gì chơi mà không có cái để chơi buồn hết sức vậy. Thầy ơi, thầy vớ nợ ô nô gì? Thầy vớ nợ ô nô sao? Chưa, từ từ coi, để đọc lại coi. Sao mà nó lướt nhanh quá à. Kiếm bà già, xin lỗi đi thầy. Để thầy kiếm bà già coi, thầy hỏi bất ngờ chưa bà già. Hello bà già. Là thằng nợ ô nô sẽ nói lại cái câu đó. Hello bà già nghèo khổ giữa chợ đông cô đơn. Mệt ghê á. Trời ơi trời, đây là ngải heo nhập khọn thỏ nha. Trừ điểm thanh lịch hết trơn mấy đứa này á. 9 điểm mà du di dữ lắm á chứ tôi á. Bực mình cái bức này hết sức à. Đây, ai mà dốt toán đó, ai mà dốt toán này kia công thức á thì liên hệ bạn này nha. Thầy để ý là bạn này á hả, là từ đầu năm tới bây giờ đó, trang trí cây quạt á thì nó để công thức toán học hóa học, trang trí cái mặt nạ đó thì nó để bari canxi natri, trời ơi hydro carbonate đồ này kia đó để vô. Rồi tới cái bìa sách á thì nó quất vậy nè, how to be god gì đó không biết đọc tiếng Anh ha. Và nó ghi công thức S bằng A cộng B chia 2 nhân cho H. Căn của 255 bằng 15. Đúng không mấy đứa? Lấy máy tính và bấm coi sai cái trừ điểm. Tiếp theo phần trăm của cái này là cái gì tôi không biết. Giá trị vô cực. Rồi cái số pi của vật lý nữa. Rồi tiếp theo tới bên đây là cái gì đây? B nhân C bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Nghe xong cái sáng nay hết ngủ luôn. Rối loạn thần kinh luôn, rối loạn tiền đình luôn. Halet. Trời ơi, chờ định lý Halet nữa. Talet á. Rồi tiếp theo nè, thầy sẽ ôn cho mấy đứa luôn nha. A cộng B bình phương bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình phương. Tiếp theo nè, A cộng B căn bậc 3 bằng... Ủa? Số 3 là đọc cái gì quên rồi. Số 3 đọc cái gì mấy đứa quên rồi. Ủa số 3 đọc cái gì quên rồi. Trời ơi, chết rồi. À, lập phương là mũ 3 đó, là a cộng b mũ 3 nè bằng a mũ 3 cộng 3a bình phương b cộng 3a nhân b bình phương cộng b mũ 3 là b mà lập phương á, mấy đứa nó mới nhắc khổ ghê vậy đó. A bình phương trừ b bình phương bằng a trừ b đóng ngoặc nhân cho a cộng b. Trời ơi trời, cái gì vậy, thầy đang nghe cái gì vậy mấy đứa? Thầy tỉnh ngủ rồi nha, thầy tỉnh ngủ rồi nha mấy đứa, sợ ma quá. Tiếp theo 8,5 điểm mà tôi bực mình lắm, cho 8,5 tôi cũng bực mình nữa, không lẽ giờ trừ điểm chứ. Nhưng mà được cái vẽ màu nước này kia thì tôi chăm chế tôi chấp nhận chứ, chứ tôi gì lem lúa, đứa nào nói nãy lem lúa là nghệ thuật đâu, cho lên sổ là bài à. Bực mình hết sức. Thầy đọc em lú luôn hả, chứ thầy đọc nãy giờ thầy cũng có nhớ cái gì đâu, thầy còn lú hơn em nữa đó. Hết hồn chưa bà già, hé lô bà già nè, để thầy nói là cái câu của thằng nợ ô nô nha, tại vì thằng bạn này đi trước thời. Đại á, FIFA nhưng mà thằng nợ ô nô lại nói nha,
Hello bà già nghèo khổ giữa chợ đông cô đơn. Nó mở to cái miệng giống vậy nè, đừng có nói đó. Thằng nô nô nó nói vậy đó. Tiếp theo, thờ thơ ấu thơ rồi đó. Thằng sim bút chì này 7,5 điểm phải không? À, cũng được, tạm được đó. Vải phi phai nữa hả? Nó 8,5 nha, nhưng mà bạn này không có ghi tên. Thành ra thầy lật qua bên sau, thầy lưu điểm 3,5. Ha. Không ghi tên thì giờ chấm mặt nào không được, đúng không? Ai biểu vẽ hai mặt chi? Điểm nào thấp lưu điểm đó. Này 9,5 ha. Được ha. Ok hen. Chịu hen. Có 7 màu nha, thiếu ông năm nha. Vẽ ông năm vô là có điểm cao nha. Nhà xuất bản trẻ làm ơn để trong bìa sách nha. Không tống ta ra khỏi nhà là sao? Rồi cái này cho lên điểm nha. Nhìn kỹ lại cái bức nãy giờ là cái này nó sạch sẽ hết sức, không cho lên điểm thì nó uổng quá trời luôn. 82 vẽ đẹp quá, thôi để từ từ cho lên. Để ngày 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 thứ hai đi mấy đứa à, người đá đò sông Đà biết sao 4 điểm không? Tính cho 5 điểm rồi đó. Kêu nó sửa cái lực thơ để không chịu sửa. Đọc thơ lại cho mấy đứa nghe nè, để cho mấy đứa nào vô trễ nghe. Thiên thu gió hạ bầu trời, trăng đêm lộng lẫy đêm trăng hạ vào lòng người. Tàn nhẫn lắm ha, sai lực thơ sai tùm lum, định cho 5 điểm làm thơ thấy ghét cho 4. Nè thấy không, thông tin đầy đủ các kiểu, nhà xuất bản các kiểu ha, 9,5 thôi cho lên 10. Đầy đủ thông tin chi tiết diện đồ gì nữa đúng không nào, 10 điểm ha, 10 điểm. Vậy cho em cúng kinh Phật để em tặng cho Nono hả? Chắc tối nay phải quay cái clip mấy cái lớp này liền để quay cái cúng kinh Phật cho lâu lâu chút xíu để thầy gỡ lên cái thằng Nono luôn. Sẵn gỡ cho nó thêm cái cuốn sách bìa sách y. Để chút xíu thầy lục ra có cái lớp nào nó vẽ cái bìa sách minh họa mà cái cuốn giáo dục công dân không? Lấy chụp chung luôn nó mới xứng đáng. Phải như vậy mới vừa. Này chịu khó vẽ quá ha. À, thôi kệ, cộng cho bạn 0,5 đi. Tinh thần ổn định. Rồi ha, cái này mừ không bằng cãi ha, nãy tôi đã nói rồi nha. Nha. Rồi, coi bài đã xong, sửa điểm cũng đã sửa rồi, cái gì cũng xong hết rồi. Vậy bây giờ mình làm như thế nào? Xong xuôi đúng không? Thôi giờ thầy xuống like, để thầy làm clip thầy chữa thằng Nono. Tại có sẵn cái cuốn kinh Phật thì thôi mình làm clip luôn. À, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ê khoan từ từ để thầy coi lại cái cuốn kinh Phật coi, bực mình hết sức à. Để coi coi có cứu vớt, cứu vãn chúng sinh rồi này kia không, để thầy giác ngộ. Có thể thầy còn cứu vãn được 1 điểm, 2 điểm cho bạn này. Thôi cộng thêm điểm nữa, 9 điểm. 9 điểm, cái điểm này gọi là điểm giác ngộ đó mấy đứa. Giờ chót là giác ngộ nha. Cho nên nó hả cho lên được 9 điểm. Cảm ơn em đã giúp thầy tối nay tịnh tâm, không nóng giận như những cái đêm trước. Và cảm ơn bạn đã truyền cái năng lượng tích cực này cho những cái bạn mà hồi nãy giờ vô nghiệp quật ở trong cái like của thầy, cũng có được cái phe gọi là sám hối. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn nha. Bạn này bạn gì? Bạn Gia Minh. Minh ơi, thầy cảm ơn Minh rất nhiều. Nhờ Minh mà đêm nay thầy ngủ ngon giấc, ngủ một giấc tới sáng. Mắc cười hết sức chưa? Rồi cảm ơn các bạn nha, cảm ơn quý phụ huynh nè, các thầy cô, các đồng nghiệp, các bạn sinh viên nè, các bạn học sinh luôn, rồi các bé nữa đã quan tâm xem like của thầy nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng như có những cái liên quan tới chuyên ngôn môn á thì thầy có giải đáp cho các bạn xong hết rồi ha. Rồi à, đêm nay thì chúc các bạn ngủ ngon nha. Ai làm bài tập thì cố gắng làm cho xong nha. Rồi ngủ ha. Rồi ngày mai là chủ nhật cho nên là tối nay là mình rảnh rỗi đúng không? Rồi nhớ là xem like của thầy thì nhớ follow thầy, thả tim cho thầy, tặng quà cho thầy rồi đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nói vui vậy thôi chứ chúc các bạn là luôn luôn nhiều sức khỏe nha. Đêm nào cũng coi like của thầy là được rồi. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye.